để mất không suy giảm bao nhiêu. Và nếu chúng ta còn giận dữ, chúng ta còn tâm trạng không ổn định, stress thì game tiếp tục lại mất canxi nữa. Và khi mất như vậy đến chừng mà các cái tuyến giáp này á, mà trong máu, cái độ pH trong máu này thì tuyến giáp của mình có việc là bơm cái ông canxi bước vô trong máu để đảm bảo mình không bị tử vong. Thì nếu mà ông tuyến giáp cũng làm việc một cách nặng nhọc thường xuyên như vậy thì ông bắt đầu bị problem, ta bị những cái trường hợp đầu tiên của gì á, cường giáp và nhược giáp. Cái này tôi nói là lặp đề chút xíu, nhưng mà cũng nói luôn chị em phụ nữ và tất cả những người kể cả đàn ông luôn cũng nên bổ sung canxi. Thì ở đây á, chúng ta lưu ý có hai điểm. Cái cách thức mà chúng ta luôn luôn ở trong nhà nếu có người lớn tuổi thì hai cái này luôn luôn phải có thủ cho gia đình. Và khi mà nằm xuống hoặc bị đột quỵ, bị chóng mặt là lập tức tống hai cái ông nó vô liền ngay lập tức để mà chúng ta oxy nó đầy đủ và cái cục máu đông nó thông. Và sau đó chúng ta chỉ là giảm ăn đi, giảm cân đi và Simba. Mình có Simba đúng không ạ? Simba 3 tháng 120. Tôi đã từng chuẩn hóa nhiều người về bằng từ 180, có nghĩa là tới 70%. Và thông thường là 65% là mình phải đóng ten rồi các anh chị ạ. Có những người đóng ten là mới 60% là đóng ten rồi. Không thôi lỡ có một cục máu đông, cục máu đông thì đưa nhỏ nhỏ mà có một cục đâu nó vỡ gì ra này, quốc viên nặng lớn này đã đi là rất là mệt những người chơi thể thao. Do đó thì ở cái mức độ mà mạch bằng tim mà 60 là người ta đã phải động tay rồi, bởi vì người ta sợ đột quỵ là không có chữa kịp. Thì bệnh viện 115 hay bệnh viện Tâm Đức là rất là giỏi về vấn đề mổ xẻ này. Nhưng mà nếu các anh chị biết ai đó mà chuẩn bị động tay, các anh chị nói người ta là uống natri vô đầu tiên, là uống này vô để cho nó không hình thành cục máu đông. Bởi không hình thành cục máu đông thì nó sẽ không bị nghẽn mạch. Và cái thứ hai là các anh chị cứ cho cái Simba, Sinam và giảm cân đi, ăn nói chung là bỏ mỡ, bỏ đường, bỏ tinh dầu, bỏ tinh bột trong vòng đúng 1 tháng. Rồi thì đến 1 tháng thứ hai mình cho ăn phân nửa, đến thứ ba 1/3, tháng thứ ba mình cho ăn phân nửa thôi. Thì trong vòng 3 tháng từ 180, 201 quay trở lại còn có 130, 125, 130 rồi. Thì cái đây là cái mà mình cứu người ta là không cần tốn 80 triệu cho một ống tay. Thì đó là một số cách để chia sẻ cho chị em. Và tôi cũng xin tạm dừng cái buổi hôm nay, bởi vì cũng dành thời gian lại cho việc chia sẻ của mọi người. Anh trai em có một bác sĩ bị đột, anh là bác sĩ mà. Thì khi mà có một bệnh nhân là 85 tuổi, tai biến lần thứ 3, trả về trong đêm. Mà vì là bác sĩ ở quê thì là người ta sẽ mời. Thì lúc đó anh ấy bắt mạch thì thấy bình thường, ăn bằng ống xong, thở ống xong, thở oxy luôn. Nhưng mà lúc đó thì em chẳng còn sản phẩm nào khác ngoài cái thằng là Natoram Vitamin, cái bộ mới bây giờ đó. Thì em đang nói em có thấy là có thành phần cai. Lúc đó không uống được, nhưng em mở hòa vào trong nước nóng, nước khoảng 80 độ đó, qua tan ra sau đó bơm vào. Sau 2 ngày thì tỉnh dậy. Và sau đó được 5 ngày sản phẩm thuộc về dầu đây, omega. Hai cái loại này là dầu omega 369 trong này. Và đặc biệt á, nói luôn là tại sao giải quyết được vấn đề đó là như thế này. Các cấu trúc phân tử của dầu, ta nói là dầu cá tốt, dầu thực vật, dầu cá tốt là bởi vì này, dầu mà mỡ động vật á, thì các cấu trúc phân tử nó là hình thanh sắt, giống như cái cây sắt, thanh tòa bẹt á. Khi vào trong đó thì nó đóng lớp ở trong dầu thực vật, tôi nghĩ là dầu thực vật nhiều, nó là tan bớt những cái mỡ máu. Ở đây là những tài liệu khoa học chuyên sâu người ta nói, bởi vì người ta nói là cholesterol xấu và cholesterol tốt. Cholesterol xấu là mỡ máu xấu và cholesterol tốt là mỡ máu tốt. Cái loại mỡ, cái này là loại mỡ tốt. Và chính cái mỡ tốt này nó mới đánh, nó lôi các ông mỡ xấu này đi ra ngoài. Và do đó là cái cấu trúc của này, nếu mà mình chưa có bị đột quỵ mấy mà mình có thể duy trì ấy, thì chính những cái này cũng làm cho sạch mỡ máu. Thì ở đây là một trong những sản phẩm mới nhất của mình đúng không? Và sản phẩm này cũng có tác dụng làm sạch máu luôn. Em cho như vậy là nay bổ 2 lần. Và nếu ai mà chưa đến độ cấp bách mà mình chỉ cần làm giảm mỡ máu thì cái này là một trong những biện pháp thay cho Simba cũng rất là tốt. Cảm ơn anh Tâm. Xin giải thích cho mình. Dạ.
thông rất nhiều. Quý vị thấy chúng ta vừa được nhận những kiến thức vô cùng tuyệt vời.